Mến chào khán giả, hôm nay mình có mặt ở dòng kênh Chợ Gạo, mình quay xà lan cho khán giả, anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Vào một buổi chiều trời mưa nhưng mà bây giờ thì hết mưa rồi, trời rất là trong, rất là đẹp trời. Mình quay xà lan cho khán giả mình xem tiếp tục luôn. Đây có chiếc xà lan cát nè khán giả, từ miền Tây chạy xuống ngang cầu Chợ Gạo. Chiếc xà lan cát này thật là thấm luôn. Chiếc xà lan cát này của Vĩnh Long nha khán giả. Đây có chiếc xà lan đá khán giả. Xà lan này chạy từ dòng kênh Chợ Gạo chạy về hướng miền Tây nha khán giả. Xà lan hầm. Chiếc xà lan chở cát về hướng miền Tây nha khán giả. Đây có chiếc xà lan chở đá nha khán giả. Mình quên nó lộn một đá mà mình nói cát. Xà lan chở đá chạy về hướng miền Tây. Quay trời nắng là mẹ cua thời này thôi, vậy thời này ok liền, thời này quay tới tối cũng được, trời nắng là không được.
chiếc ghe, chở hàng chạy chạy kính luôn. Đang ăn cầu kỳ gạo. Chiếc xà lan bắt nhạc hay gì? Cô vui miền Tây xin chân thành cảm ơn khán giả. Thời gian qua khán giả thương mến và xem video của mình và đăng ký kênh. Mình không biết nói gì hơn, mình rất là chân thành cảm ơn khán giả. Chúc khán giả một ngày mới được tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xà lan vào buổi chiều, xà lan chạy rất là đông luôn khán giả, rất là nhiều luôn. Dòng sông đầy lục bình luôn khán giả. Bình quá trình đẹp luôn. Xà lan hầm dạ. Chạy ngang cầu Chợ Gạo chạy về hướng miền Tây. Giá ở đây
Xin tạm dừng. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem hết video của Vui Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.